Đi rồi. Ai à, ai à. Đi rồi. Ai à, ai à. Ủa. Ủa cái toanh nó qua cổng. Ây da. Đi rồi em ơi. Đi rồi anh em ơi. Ủa ôi. Còn có gì đây, có gì đây? Còn gì đây? Xin chào cả nhà nhá. Các bác nhìn này, hôm nay buổi sáng sớm em đi câu. Ui. Xương của nó còn lờ đờ trên những ngọn cỏ các bác ạ. Đường vào đấy con này. Đó, đi đường kia. À, đây em có cái điều này muốn chia sẻ với các bác này. Thì cái mẫu túi này các bác thì em thấy ở trên TikTok ấy, hoặc là các bác có thể nước TikTok thì các bác gặp ngay, người ta bán tràn lan rất là nhiều, quảng cáo rất là ác. Các bác này, giá thực ra này nó cũng chỉ có hơn 200 một chút thôi, nhưng mà em thật sự các bác là cái chất lượng của con túi này ấy, nó cực kỳ là tệ luôn anh em ạ. Thì em lấy cho các bác xem. Đây con này, em mới lấy con này coi nhá. Chất lượng cực kỳ là tệ luôn, nó rất là mỏng. Cái này đợt em mua về này 220. Thế nó cực kỳ là mỏng quá nhá. Mặc dù là nó được nhiều ngăn thật thế nhưng mà vải này. Mỏng teo, em mua về cái hôm đầu tiên đi cái bục luôn. Này nó bục mấy lỗ coi à. Thấy không các bác? Ở đây em quay nào. Để zoom rõ anh em xem này. Vải con này nó mỏng lắm anh em ạ. Nó về nó bục ngay. Đấy mẹ, nếu mà so với cái túi dàn ghi ấy, cái túi dàn ghi mà nó màu một cô đội các bạn, thì con này gọi là cụ luôn. Nếu anh em mà có mua ấy thì đá mấy bố ở TikTok à. Túi chán cực kỳ luôn. Nó mỏng teo à. Thế con này là em dùng được chắc là được có nửa tháng chứ mấy. Nhưng mà về cái là nó bục ngay. Này về cái là bục nhiều lỗ luôn các bạn. Để chất vải nó quá chán. Thế cái này chắc là dùng được một thời gian nữa cũng hỏng rồi anh em ạ. Đó là các bác nên lưu ý nhá, mua hàng TikTok cẩn thận này. Cái loại này không thua đâu. Sầu thế nào các bác ơi? Đó anh em có thể thấy là em ném độ chính xác cực kỳ cao. Mặc dù ta ra lên sẽ là tầm khoảng cần 6S3 này. Đánh 4,5 m. Cần này em đánh gần bằng chục luôn các bác nhá. Thì ném ra khoảng 9 m các bác. Ném rất là chuẩn. Đó mà nói chung là mặc dù ném chuẩn đấy thôi, xuống nước kiểu nó cũng còn niệng đi niệng lại ấy. Thì là cái cục mồi ấy, em bóp ấy, không bóp chắc đâu các bác. Thôi ném xuống nước cái bắt đầu là nó rã ngay. Nó rã thì để nó chìm xuống dưới thì nó chuẩn ổ được. Chứ còn nếu mà anh em vò cục mà chắc ấy, thì ném chắc chắn là xuống là nó liệng chỗ này liệng chỗ kia, nó không nằm một chỗ đâu. Đó,
Do là nhiều lần ấy, em đánh lục thì em có mang theo cần đài đi các bạn. Thì gần như là mình đánh đài, mặc dù cùng một loại mồi này, đánh cùng một cái ổ lục, đài có 100% anh em ạ. Rất ít khi mà em được cá, từ những video mà các bác xem từ ngày xưa giờ của em ấy, gần như là em vác đài đi kèm với lục thì kể cả mình có bắt trúng ổ lục này hay mình có ném nó ra chỗ này chỗ kia, gần như là không có nào cắn các bạn. Đấy, hôm nay em đánh thêm một cây cần nữa. Ủa đâu rồi? Này, em tính đánh thêm một cái cần nữa là đánh bó mồi các bạn. Ngồi nghịch nghịch tí ở địa bờ nhé. Chơi toàn hàng khủng này. Cái này nữa, nhiều anh em lấy về độ khuyên bát đánh cực kỳ sướng luôn đấy. Hàng là hàng cực kỳ chất lượng đấy các bạn. Đây, em tính là đánh luôn ở cái lỗ sát rìa này các bạn, để nó đỡ vướng. Chứ nếu mình đánh xa bên ngoài kia thì nó vướng vào cái cần lục kia. Trông cái này thôi, nó ở rìa mà nó sâu lắm các bạn ạ. Này vừa em căn, giờ nó đang em đang căn là 3 mét này các bạn này. Đấy, đúng 3 mét luôn. Sợ thật. Mà đánh chỗ này đi. Đấy, ngoài kia còn sâu thế này cơ mà. Sâu lắm. Ok, đánh tóc này. Cần ở đây nói chung là nếu mà có được cá thì bo bằng chết luôn, bởi vì nó sẽ phi vào trong đây nằm là gần như là sẽ đóng một gốc cây nằm bất lưỡi. Đó. Thôi giờ cứ thôi, giờ là đổ xong rồi. Để mà trồng lúc là cá nó mới vào anh em ạ. Đây, ngoài này sương các bác nhìn này, sáng nay em đi nó ướt hết cả người luôn, mặc dù là trời nó chẳng mưa đâu. Đấy, các bác nhìn sương nó đọng rồi, từng tảng tảng một luôn, rất là kinh đó. Cái này thì buổi sáng những này đi rất dễ là gặp rắn các bạn, rắn nó ra hay ăn cái này đấy, hay ăn sương mà. Khung cảnh đây nó yên tĩnh quá, thích thật. Phào đánh hẳn hai cái này chết tôi không ngồi chứ này. Đây anh em có thể thấy trên động toàn nước này. Đấy. Rồi bây giờ anh em ta ngồi ôm cần nhé, chờ đợi cá nó vào là triển khai chương trình giật thôi. Yeah.
Ui, ui, con này cắn anh em ơi. Đây cần con này cắn anh em ơi. Ui 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 ui. Không kịp dậy. Phải phê đấy anh em này. Con đầu tiên. Phê quá anh em ạ. À. Em đang nhìn những cần kia thấy cái này nó đào mất phao này, giật cái bay luôn. Con này chắc là hơn cần. Cần 2 mắt nó đỉnh vẫn lôi phát bay bờ. Chú đầu tiên anh em ạ. À. Ngon chưa? Không ngờ đánh ổ đều lại ngon anh em ạ. À. Đánh ổ đéo lên hàng trước chứ. Đừng rồi anh em ơi. Đừng rồi anh em ơi. Ui. À vào rồi các bạn ơi. Con này to. Ui con này to anh em ơi. Ui. Con gì vậy? Ui chim chim cụ anh em ơi. Ui cần. Wow. Về anh em ơi. Mày. To chưa? Ui vật anh em ơi. Con này phải vật. Rút. Ui. Cái đổ máy các bác ạ. Vật anh em ơi. À chà, con này bự quá này. Bự, chìm to anh em ơi. Vào đây. Ui nó mắc cả con lưỡi đơn của ông nào kia. Ủa con chim nó to đấy. Ok. Mày. Con chim nó to anh em ạ. Bật ra đây. Cho số hết cả vào. Chà, con này to lắm. Ui dồi ôi, con này to chưa anh em ơi. Nằm biên. Kéo phê thế. Con này anh em mình đánh đục thì đánh được, chứ nếu mà đánh đơn thì này còn mắc nữa đơn của nào đấy. Đánh đơn chắc chắn không ăn được con này. Em để em cân thử con này mấy cân các bác nhá. Đó, bây giờ cân thử con này mấy cân anh em ạ. Nó kéo phê thật. Anh nghĩ con này chắc là ở trên 3 cân đấy. To lắm anh em ạ. Ủa, con này 4 cân không hết các bác ạ. Thôi. Kéo đã thật. Anh em có nhìn rõ không? 3 cân rưỡi các bác ạ. 3 cân rưỡi.
Hiếp thật, chìm 3 cân rưỡi. Con này. Cái gì đây anh em ơi, 3 cân rưỡi. Có bác nhìn nó to hơn cả cái mặt của em. Con này hiểu người. Người của nó mỏng các bạn. Ghê thật, to thế. Vào chuông. Ngon luôn. Ba chuông. Rất tuyệt vời. Mới sáng là thả cái ăn luôn hai chim phê quá các bác ơi. Này cái này thấy cước của ông nào đấy. Ông nào câu cái cước còn phao này. Chỉ các kiểu này. Quá đã. Ok. Đây rồi anh em ơi. Mày ấy già nặng một chim nữa anh em này. Phê. Chim to anh em ơi. Mày nhấp này, cẩu luôn. Ui. Con hồng hào thế. Tuyệt vời. Ui tuyệt vời anh em ơi. Con chim to chứ các bác ơi. Phê. Gỡ. Không dậy. À. Phê chưa anh em ơi. Cứ này gặp đàn chim rồi. Đánh ở rìa nước sâu. Được. Vào đây. Wow. Ngon quá. Ôi, con gì đây, con gì đây? Con gì đây? Bụng quá anh em ơi. Nguyên lại lại chúng tôi anh em ơi. Rửa đi nước cho nó đỡ đau quá nhé. Rửa đi nước cho nó đỡ đau. Này trúng ổ đây anh em. Trúng ổ mà lập đàn.
con này khỏe quá anh em ạ. Này cũng là to của nó đấy các bác nhá. Dã man. À, anh em nhìn nó phê chưa? Để quay cái quay chiều này quá nhìn. Này chắc là khoảng hơn 2 cân. Để mấy cân anh em cân các bác xem. Chắc khoảng được 2 cân đấy. Dậy dậy dậy. À, được 2,6 cân anh em ạ. 2,5 cân gọi là 2,5 cân. Rất là ok. 2,5 cân anh em nhìn to chưa? Rồi con này béo thật các bạn ạ. Nay về anh em cho nướng tuyệt vời luôn. Đã. Phê. Wow. Mới đánh rồi này em đánh được có hơn tiếng mà các bác nhìn này. Phê chưa? Toàn hàng cụ thôi. Mới đánh có hơn tiếng các bạn. Vừa tiếng 15 phút. Được 4 con rồi. Quá đã. Không có gì tuyệt vời hơn. Đấy, anh em thấy có sướng không? Đánh có đúng có hơn 1 tiếng mà được 4 con. Con nào con đấy đều kéo phê cả anh em ạ. Ngoài cần to thì hôm nay nó đóng được 1 con 2,5 cân, 1 con 3,5 cân. Còn ở trong đây cần nhỏ nhỏ thì đóng 1 con 2 con. Thì 2 con này chắc là nó khoảng hơn cân con các bác ạ. Đấy, em đánh có thế phê không? Nó kéo nó sướng. Anh em dự đoán của em hôm nay là 2 cân này cần nào được nhiều gái nhá. Đấy, cảm giác nó cuốn ổ là khi buổi sáng mình xuống ấy, mình đánh được cá ngay thì nó yên tâm anh em, cảm giác là nó rất yên tâm rồi đấy. Phê. Bây giờ bắt đầu ở trời nổi gió rồi. Ở bên trong này em đánh cánh thì không sợ gió, bên ngoài là phải đánh bằng lụa các bạn, không gió thổi ngả ngay. Đó thì mỗi phao 20 em đi cho anh em, thường là em sẽ tặng một nụ các bác nhá. Sẽ tặng một nụ để khi nào gió to thì anh em đánh một nụ. Đấy còn khi mà nó yên ấy, yên gió thì các bác đánh bằng cánh cho dễ nhìn. Đây, mỗi phao 20 đi em đều tặng cho anh em một cái nụ như này để chống gió này. Anh em đánh khi nào gió to các bác cắm nụ và nó đỡ gió rồi. Còn nếu mà anh em đánh bằng cánh cứ nghiêng ngả nó cũng rất là khó nhìn đấy. Đấy, bên trong này thì em đánh bằng cánh thì em không sợ bởi gió nó không thể tạt trong chân mèo được. Nhưng bên ngoài là mình phải chơi bằng nụ các bác ạ. Không nào phao cứ nghiêng ngả nó cứ chìm thì mình chả biết lúc nào cá nó cắn. Giờ bèo đang trôi nó mắc vào anh em kìa. Bèo đâu có trôi về nhiều thế. Nói chung là hôm nay rất là thích các bác nhá. Đánh rất ok. Các bác dự đoán hộ em sao hôm nay là cần nào được nhiều cá này. Hôm nay tính số lượng con nữa, không tính cân. Nếu tính cân thì con cần to chắc chắn là nó hơn rồi. Nó tính con này. Thế 2 cân bây giờ hiện tại tỷ số đang ngang bằng nhau. Con bên trong là cần bên trong là 2 con, ngoài cũng là 2 con. Mình câu này là 4 hàng rồi, bây giờ hôm kia mới ra đồ các bác kìa. Ở kia đang có 2 anh em đang câu. Em câu này là 4 con, giờ câu mới mò ra. Câu muộn thế này. Một ông đang chèo thuyền ở góc kia, một ông đang ra đồ. Đây các bác nhìn thấy một ông đang chèo thuyền ở góc kia không? Mình 4 hàng bắt đầu bây giờ mới ra thì câu thì chết tôi rồi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Mắc cái gì rồi? Mắc sứ vào cục cầy phê các anh em ạ. Mất chi. Em cày. Cả
cẩy quá anh em ạ. Nó đè quá đẹp thế mà nó chạy vào gốc cây mất. Con này to luôn anh em ạ. Có nhìn nó đóng một phát nó chạy thẳng gốc cây luôn. Ăn gì nó khôn thế không biết. Con này to luôn anh em ạ. Sợ thật ấy. Em đóng phát nó dữ thẳng lên luôn. Tiếc thế trời ơi. Đèn thật. May nói chung là vừa đen vừa may, bởi vì vào đây là may là nó không mất lưỡi các bạn. Chứ bình thường là vào đấy đóng vào đấy là mất lưỡi. May quá nó vào đấy lại nóng đấy mà mình giật bụng ra. Nó so con cá này. Đây rồi. Ai à, ai à. Đây rồi. Ai à, ai à, ai à. Ủa. Ủa, cái này to anh ạ, nó vào cọc. Ây da, bự. Đây rồi anh em ơi. Wow, trôi. Bự. Vào, mỏng bố ôm đi. Chạy đâu em ơi. Bật luôn, ok anh em ơi. Phê thật. Gần 20 hát bò vậy đấy. Phê quá anh em ơi, hàng cũ. Con này trôi cũ. Này lại dây cước của ông nào câu bị đứt này. Con mắc từ sáng nhờ. Để gỡ con này đã thôi, gỡ đi nước cho nó đỡ đau. Lưỡi nó mắc vào rồi. Quái đây. Ok anh em ơi, hàng cũ đấy. Hàng đẹp luôn anh em, này mắc vào cái quả phao không biết là cho quả ông nào ông câu này. Ủa. 20h 4m rưỡi, bo nổi trong vòng khoảng 30 giây anh em ạ. Nhìn phê không? Con này em nghĩ chắc nó khoảng 2 cân 2. Úi xà. Nằm yên. 2 cân 2, cho nó rõ. Đánh đầu cần nó khuế phết. Tuyệt vời các bác ạ. Wow nào. Đó. À, giò bên trong này nó gần mấy cái cây xoài đổ ấy. Em sợ mắc, thành ra hôm nay em đánh 4m rưỡi, đánh đầu cần mà bò cứng luôn các bác ạ. Chứ còn nếu để nó vào, nó chạy vào đây chắc chắn là mất cả phao lưỡi đấy. Đây. Chơi loại này chấp sóng gió luôn anh em ạ.
gãy rồi anh em ơi. À giời, rục phi, rục phi, rục phi. Rục phi, rục phi các bạn ạ. Trời. À, đồng hồ số rô phi nữa anh em. Đóng xuyên táo. Wow. Cứ nhanh nhanh nhảy. Cứ nháy là chết anh em ạ. Like it. Okay. Ô, lô thành quả này về các bác nhá. Này toàn hàng to. Ui. Dã man anh em ạ. Yeah. Cho luôn đây. Anh em nhìn nó dã man chưa? Để mà cho từng con vào trong thùng nó dãy về nó hỏng hình mất. Kiếp thật, kiếp thật. Yeah. Này cho phải hơn chục cân cá các bác ạ. Con này. Này về nướng thì tuyệt vời. Một chỗ. Sáng nay con này to nhất. Wow, wow. Anh em mình có dã man không? Sợ thật. Ông trời. Hai chú. Mấy con nhỏ nhỏ này không tính tiền. Mình là một chú trôi. Chú gì gan. Mấy con đồ phi này này. Quất xử đi.